chấn động thiệt rồi quý vị. Thì mẹ chồng của chim sâu đợt này là quyết định là cho chim sâu nó ra khỏi nhà luôn, vì mẹ chồng chim sâu á đã thấy chim sâu á để trong giỏ là có bộ bài 52 lá, và khi mà mẹ chồng vô nói đó thì cũng có động tay động chân với mẹ chồng luôn. Chính vì vậy bây giờ mẹ chồng quyết định là cho chim sâu ra khỏi nhà. Mời quý cô chú anh chị nghe mà mẹ chồng này chia sẻ nhé. Bây giờ mấy đứa nói vậy thì Úc cũng nói thẳng cho nghe. Úc cái này thì Úc không có bắt được. Nhưng mà bữa đó Úc thấy nó về nó sạn cái bóp tiền của nó là Úc thấy có bộ bài trong đó đó. Không, cái đó là Úc nói thiệt luôn. Dạ, con hiểu mà. Úc nói thiệt luôn, Úc không có giấu giếm gì trơn á, tại vì nói cho biết. Rồi. Để tại vì nó nói là tiền nó trong mất trong bóp nó lâu lâu nó mất nó mất 1 triệu, 2-3 ngày cái nó mất 1 triệu mấy, rồi 2-3 ngày nó nói nó mất 1 triệu mấy vậy đó. Chứ không lẽ bây giờ Úc suy nghĩ nó nói vậy. Rồi phải trên cộng đồng mạng ha, hoặc là ấy này kia nói là Úc phải lấy tiền của nó đừng ăn xài. Nhưng mà Úc nói là cái bóp của nó là nó dính ở trong mình, không ai gỡ được cái bóp của nó hết. Cái giỏ có sách, cái giỏ mà nó quải hoài đó, không ai gỡ được của nó hết. Rồi nó ngủ nó cũng ôm trong mình vậy đó. Mà cái đó là 52 lá hay là cái loại dài dài như ha? Bài lá đó, bài 52 lá ha, nó bộ dạ dạ dạ. Úc thấy nó có một bộ bài trong đó. Dạ, chào cô chú anh chị. Thì nghe một cái thông tin là động trời luôn, là bà mẹ chồng là đuổi chim sâu ra khỏi nhà, nhưng mà giữa hai người có chuyện gì không? Mời tất cả quý cô chú anh chị cùng đi vô để mà nghe cái người mẹ này nói về cái chim sâu như thế nào nhé. Úc nói thiệt chứ không có nói dốc, tại vì cái này là Úc cho Úc biểu nó đi, Úc không cho nó ở nhà Úc nữa. Quyết định luôn, quyết định luôn, tại vì là nó lì rồi nó làm biếng rồi nó ở dơ, nói nó không có nghe lời, nó không có sửa cái tánh nó được. Giờ Úc nói thì nó cũng trả lời với Úc thương thỏng vậy đó. Úc chịu không nổi thì Úc cho nó đi. Nó đi mình hay Long có đi không chứ? Long có đi. Ờ, với đi mình. Thì nó ở dưới này nè, rồi thì nãy giờ điện Long biết Long đem cho nó bộ hai bộ đồ gì đó. Không dám về nhà luôn rồi. Để xách quần áo đi luôn hết với cho nó đi. Rồi, thì này là có như không dám mà bén mảng về, tại lúc mấy bữa trước là Úc có nói nhưng mà nó vẫn đi về đây. Còn bây giờ là có như chắc có lẽ là biết sợ rồi. Đó vậy là Úc. Giờ nó ở đâu nó ở, nó đi đâu nó đi, nhưng mà Úc không cho nó về nhà nữa. Úc nói thiệt con, chuyến này là chút bác ba cho nó cơ hội ba lần, lần này là bốn lần rồi đó. Lần nhất nhiều lắm là ba lần phải không? Dạ. Lần thứ tư là đi luôn. Nó không có nghe lời, lì quá lì. Nhưng mà con nhỏ này thấy con nghĩ nó cũng có tính nó cũng vậy hoài ha. Thì tính nó vậy đó. Mà phải nói như vậy mà nó ấy sao, nó không phải mà nó không biết bằng cái gì mà tại nó làm biếng nó không bằng. Vậy là lúc về đây giờ đâu có đi bán giấy số luôn không? Ông cũng không biết luôn, nó đi bán gì chứ mà sao mà. Không có tiền ha, không thấy không tiền bạc gì. Không, tiền bạc của nó thì ông không có biết tới. Ông nói làm gì nó làm, ông không có gớt tới đồng tiền của nó. Mà vài ba bữa thì nó nói nó hết tiền. Hỏi giờ Úc có hỏi nó về, Úc nói mày bán cái số 1 ngày cũng được, mày nói 5-70 thì mày cũng lời được 5-70, mày ăn một mình mày là cũng đủ vậy. Dạ. Mà sao mà tiền bạc tiền vốn tiền nhà cũng đâu mất tiêu hết trơn, không biết tiền ở đâu. Rồi nếu mà Úc nói kiểu này, con lại suy nghĩ một cái chiều hướng khác trong thời điểm này, nó có những cái gì mà nó mấy cái lúc thời điểm này nè, có chơi gì không á? Thì bây giờ mấy đứa nói vậy thì Úc cũng nói thẳng cho nghe. Úc cái này thì Úc không có bắt được. Dạ. Nhưng mà bữa đó Úc thấy nó về nó sạn cái bóp tiền của nó là Úc thấy có bộ bài trong đó đó. Không, cái đó là Úc nói thiệt luôn. Dạ, con hiểu mà. Úc nói thiệt luôn, Úc không có giấu giếm gì trơn á, tại vì nói cho biết. Rồi. Để tại vì nó nói là tiền nó trong mất trong bóp nó lâu lâu nó mất nó mất 1 triệu, 2-3 ngày cái nó mất 1 triệu mấy, rồi 2-3 ngày nó nói nó mất 1 triệu mấy vậy đó. Chứ không lẽ bây giờ Úc suy nghĩ nó nói vậy. Rồi phải trên cộng đồng mạng ha, hoặc là ấy này kia nói là Úc phải lấy tiền của nó đừng ăn xài. Nhưng mà Úc nói là cái bóp của nó là nó dính ở trong mình, không ai gỡ được cái bóp của nó hết. Dạ. Cái giỏ có sách, cái giỏ mà nó quải hoài đó, không ai gỡ được của nó hết. Rồi nó ngủ nó cũng ôm trong mình vậy đó. Mà cái đó là 52 lá hay là cái loại dài dài như ha? Bài lá đó, bài 52 lá ha, nó bộ dạ dạ dạ. Úc thấy nó có một bộ bài trong đó. Thế bởi vậy con nói cho dù mà nó như thế nào nó bán nó vẫn có đồng vô đồng ra. Bởi vậy Úc mới nói nó hết tiền. Úc mới nói mày bán một ngày. Về tự nhiên nói thôi chứ không có nói với ai. Đi bước vô cửa bữa nay con bán được 80 tờ hay là 50 tờ vậy đó. Thì 8 năm 50 70 ở đâu thì tiền nó đã dư ăn rồi, nó dư sống rồi.
chứ nhưng mà từ ngày nó về đây tới giờ nó chưa có đưa chú Út đồng bạc nào, hay là 5.000 hay là 10.000. Có cái bữa đó là Út đuổi nó đi, Út nói Út cái đó lúc mà lúc đó thì Út nói nó ấy nha, nhưng mà Út còn cho nó về nhà. Út nói tao cho mày thời hạn 5 ngày mày sẵn sàng quần áo mày đi ra khỏi nhà tao. Cái bữa đó nó đi về nó cầm 50 nó đưa cho Út. Nó nói mẹ mẹ con đưa cho mẹ 50 cá ăn này mẹ, rồi mẹ cho con ở nhà nghe mẹ. Thế tao nói trời Phật ơi, nhà này chắc nhà trọ không quá, nhà trọ này nếu muốn 50.000 này quá rẻ rồi. Đó, Út nói vậy nhưng mà Út không có lấy 50.000 của nó. Nó làm gì nó làm. Đó. Rồi thì nay nó nói nó mất tiền. Mời nó nói nó mất tiền. Mà Út không biết nó mất về cái nhiệt nào, Út không có biết. Rồi từ cái ngày mà nó ngồi trong đó, Út thấy nó sạn có bộ bài trong vỏ nó. Là Út nói với Long, Út nói mày theo dõi nó nghe. Mẹ thấy hình như là nó chơi bài đó. Mẹ thấy trong mình nó có bộ bài. Dương, còn chứ, Long. Chứ. Dạ. Thằng Long nó giải thích làm sao? Hiền Long nó nói con nói nó nói nó để bài trong mình nó đừng nó có bói. Hỏi nó bói cái gì? Nó bói cái gì? Hả? Nó có biết bói không? Ừ. Mà nó bói. Nó bói ai? Mà từ đó giờ thấy có nó khi nào nó ngồi mà nó soạn rồi nó coi ngày coi giờ bữa nào nó khởi hành vậy không? Cứ như là nó đã từng coi bói nhưng mà Út thấy chưa? Út không có biết cái vụ đó, không có thấy cái vụ đó. Rồi, nên giờ là Út nghĩ là nó đi xe. Nó bị nó. Nhưng mà kỳ đó có cái người đó điện cho Út, nói với Út là nói chị Út ơi bà kêu Long dằn la con khủng nó xuống đây nó quýnh bài như này nè. Rồi, có rồi. Vậy mà Út về Út như là cái cô mà quen đó cũng cậu nói với cậu thằng Long, nó cũng nói như vậy. Long nó cô hình như là con thấy là con khủng nó quýnh bài. Bà cũng không tin, bà nói bây giờ chừng nào bắt được con Phụng quýnh tại chỗ là chụp hình bắn qua cho bà mới tin chứ không nói vậy là không tin. Đó, hỏi chứ bây giờ ai đi bắt nó giờ? Ai ấy giờ nó đi bán số không à. Đó. Nó đi bán số không mà Út cũng không hiểu giờ nó bán nó làm gì làm, Út không có quan tâm vậy đó. Là Út với chị là mình suy đoán thấy trong cái đúng rồi, bóp của nó đó. Mấy đứa nói Út mới nói ra cái tượng đó nay Út không có nói. Rồi Út thấy nó sàn nó có bộ bài trong đó. Bởi vì Út mới nói với Long, Út nói con phải theo dõi nó. Chứ nó tiền bạc nó không có làm gì mà để hết tiền hết trơn á. Mấy triệu bạc ở trong mình mà làm gì hết. Như con biết cái tính của chim sâu á là hình như cũng khó ai lấy được đồng tiền của đúng chim rồi. Sâu. Không ai mà lấy được đồng tiền của nó hết trơn. Đó. Thành ra trời ơi, bữa đó thằng Long thử nó, thằng Long nói ông đưa cho mẹ 500.000 để cho mẹ đóng tiền điện. Cái nó làm gì nè. Nó không, nó chu cái mỏ nó vậy chứ nó không có nói lên tiếng. Dạ, không dám lên tiếng nhưng mà coi như là quyết định không đưa ha. Không đưa là không đưa luôn đó. Vậy đó. Trời ơi, chúng ông ơi, không ai hiểu được cho tôi dân, tôi nói thiệt luôn. Nói ra thì nói tại sao mà chim sâu nó về đây mà nó có tiền có bạc mà chứa nó ở mà bây giờ nó hết tiền hết bạc mà đuổi nó đi, không bao giờ có vậy, cũng không có nghĩ như vậy. Nuôi nếu mà mình thương con mình là mình phải thương nó. Với Út thương nó có một cái là cũng như có mẹ có cha thì cũng như không. Dạ dạ. Ừ. Thì cũng như không. Giờ thấy nó lang thang như vậy cũng rất là tội nghiệp cho nó chứ không phải mà không. Nhưng mà con này nó lì, nó cứng đầu quá, Út biết không chịu nó hết nổi rồi. Đó. Bởi vì trên cộng đồng mạng cũng hiểu cho tôi. Đó. Ai nằm vào cái hoàn cảnh này là mới biết. Chứ còn không biết là nói Út là ức hiếp nó, là xô đuổi nó đồ này kia. Chứ Út cũng rất là thương nó chứ không phải Út không thương. Không, hình như là cái bất cứ ai mà đã từng là mẹ với đã là mẹ chồng với nàng dâu rồi đó, chắc có lẽ là hiểu hết. Yeah. Không ai né được cái hoàn cảnh này đâu. Chứ có một cái là con dâu nó được hay không được thôi. Đúng rồi. Nhưng mà cái tình huống này nghe Út nói vậy là người ta cũng hiểu rồi. Nhưng mà bây giờ là quyết định là không cho nó vào nữa. Không, cho... Út nói rồi. Thằng Long nó đi, nó về, nó làm gì nó làm. Nhưng mà Út không cho ông Phụng vô bước chân vô nhà Út nữa. Cái câu nói là bao nhiêu lần nữa? Không, một lần này là lần cuối cùng. Út nói thiệt. Lần này là cương quyết luôn rồi sao Út? Út tha thứ cho nó là 4 lần rồi đó, chứ không phải là 1-2 lần đâu. Lỡ sau này nó sửa tánh là thành người tốt rồi, à, không chịu luôn. Nó ở ai thì ví dụ nó ở đâu được thì ai chứ chấp nó được thì cứ nghiệp. Lần này là Út nói thiệt, Út dứt khoát luôn rồi. Lần này là xong rồi đó chim sâu ơi, có cơ hội mà không giữ. Út thấy thằng Long nó buồn, Út cũng buồn. Út cũng nói với ông này, nó thấy con buồn thì thấy chịu cũng không muốn nổi. Nhưng mà nghĩ là tới con Phụng là không bao giờ tha thứ được. Út ơi, hồi nãy con thấy là ông Long ông chạy đi xuống dưới đó, có khi nào xuống dưới ông rước chim sâu về đây không? Không, tại vì chim sâu nó điện, nó kêu đem đồ cho nó. Đem đồ mẹ hả? Đem đồ hả? Đem, nó biểu đem cho nó cây kem đánh răng với cái bằng chải hay gì đó. Nãy Út hỏi là tại vì nghe nó điện đó. Đồ của chim sâu ở đây còn nhiều không? Thì đồ nó giờ nó đem vậy thì nó thì bữa hổm chú Phong khiên vô nè, chú Phong với Thảo nè cũng biết đồ quần áo nó. À, bữa Vĩnh Long đúng không? À, với Vĩnh Long về quần áo nó cũng nhiều lắm. Đúng rồi, một đống luôn à. Bây giờ chim sâu đi đồ đạc về Út định tính sao?
Không, Út cũng để y thinh đó cho nó. Tại vì nó để trong cái tủ của nó ở dưới nó đem về. Út để y thinh đó, nó muốn về nó lấy thì nó lấy. Đó, còn Út có nói với Long, thí dụ con mướn nhà trọ ở đâu được. Thì cái gì của con ở dưới con chở gì thì cứ việc con chở là nhà trọ đó, con lấy con cài con ở. Thí dụ mà lỡ chim sâu đi rồi, ông Long đòi đi theo chim sâu, Út tính cho như thế nào? Út nói đó đây mà. Út nói bây giờ tùy con. Giờ mẹ chỉ có mình con thôi, nếu mà con ở đây với mẹ thì con ở, còn nếu mà con đi theo con chim sâu thì con cứ việc con đi. Mà nó đi thì nó đi, nhưng mà nó về thì nó về, nhưng mà con chim sâu đi vô nhà Út lỗ không cho. À, Út không có cho chim sâu vô nhà nữa. Đúng rồi. Giống như vợ chồng, nhưng mà con mình á thì nó về lúc nào cũng được, nhưng mà chim sâu là không bao giờ được một phép vô nhà này nữa ha. Đúng rồi, Út không cho nó vô nữa. Kim Phụng cho được không con? Phụng chim sâu thì không đứa nào cho vô hết. Thì trả lời với Vinh vậy đi. Thì Út cũng nói hoài, Út nói bây giờ ở đây thì Út cũng dẫn cho nó ở, nhưng mà phải sáng thức dậy sớm. Mấy bữa Út đau nhức tay nhức chân, Út chở lên, ổng thức dậy tự lên, ổng thức dậy, ổng quét nhà, ổng lau nhà, ổng làm nó nằm mừng, nó ngủ hoài trong đó không thức dậy á. Còn Long giặt đồ, Long nói mẹ ơi con đi, mẹ chút nữa mẹ kêu ông Phụng vậy cho nó phơi ba đồ giùm con. Kêu hoài, kêu quỷ nằm hoài, nằm quỷ dạ mà nằm hoài nó không ngồi dậy. Vậy đó, nó tại nó không mặn mà tại nó làm biến chứ không phải mà nó không biết mặn. Cái phần cách đây khoảng chừng 5 bữa là cái bữa đó, cái thái độ với cái gương mặt của anh chim sâu á, nó nói là mẹ đuổi, nhưng mà bữa đó như con cũng có hỏi Út á, là bữa đó cũng như là mình nói cho nó sợ thôi. Đúng rồi. Nhưng mà nó vẫn về. Út cũng dẫn cho nó về. Nhưng mà bây giờ là quyết định luôn. Quyết định luôn, cái này là Út nói rồi, cái này là không cho nó về một lần nào nữa chứ. Bây giờ Long nó buồn Út hay là nó làm sao, nó làm nó muốn đi theo ông Phụng thì nó đi. Út cũng không về, cũng nói với nó bài vậy đó. Út nói bây giờ tùy con muốn ở đây với mẹ thì con ở, thì mẹ cũng cho con tới lui với nó chứ không phải không có. Con muốn kiếm chỗ nào cho nó ở đi. Nó nói giờ nó ở đâu giờ mẹ, ở dưới cô Bảy nó giờ cũng không chứa nó. Giờ Út hỏi ông Phong bây giờ dòng họ ruột của nó, cô ruột nó còn không chứa nó. Vậy hả? Không có cho nó vô nhà. Long nó nói vậy đó, nó nói bả giờ mới đâu có cho nó vô nhà đâu. Vậy là nó không được lòng tất cả luôn này. Đúng rồi đó. Út hỏi ông Phong chứ bây giờ dòng họ ruột của nó mà không cho nó gì ở. Rồi như Út ở đây cũng Út chịu đựng là biết bao nhiêu lâu rồi mà Út chịu đựng được, nhưng mà nó làm riết rồi quá hút rồi, Út không còn chịu nổi nữa. Út giờ ngày lớn tuổi rồi, phải được nghỉ ngơi, hỏi chứ có con để làm gì, rồi có về con mình nó có vợ gì để làm gì, cũng phải tiếp với cha với mẹ. Con này ngược lại là Út làm dâu cho nó không đó. Thua không như... còn cái gì nữa trơn á Phong ơi. Cứ nghĩ là hy vọng là chim sâu nó về được này ha, nó qua được cái sự mà cũng như dạy bảo của những người ở dưới Vĩnh Long á. Cho nó nên người ai nhà thấy cũng y như cũ. Trời ơi, nó còn hơn cái hổm nữa luôn luôn Phong ơi, thiệt luôn. Dạ, hơn luôn hả? Hơn luôn nữa. Giờ về đây là Út thấy nó có bộ bài trong mình đó, mà nó nói tiền bao nhiêu là nó mất hết trơn, là Út nghĩ là nó quýnh bài. Hôm lúc trước ở đây nè, nó đi ra tới trước nó quýnh người ta cũng nói với Út nữa đó. Trời, có khi nào Út hiểu lầm không, lỡ sau người ta đệ tử của thằng bài sao trời. Bởi vậy nãy giờ Út cũng nói, Út nói bây giờ Út không có định được, Út tại vì Út không có bắt được, Út không có biết. Con thấy rồi, nếu mà cái gì cũng được, nhưng mà đụng tới cái chuyện mà 52 lá đó là con thấy bao nhiêu cũng đó, không được hết, bao nhiêu cũng không mà đủ để chơi cái đó. Nó ấy gì chứ thằng Long từ hồi đó tới giờ không có biết quýnh bài, quýnh bạn, quýnh tiếng lên hay là này kia, không bao giờ có. Mà sao mà lấy con này đủ thứ chuyện hết. Mới tờ đêm đó nó còn ở đây nè. Ông Long, ngày mơ con quýnh 23 đi nghe ông Long. Nó biết 23 là con khỉ nữa đó. Nó còn biết nói cho thằng Long vậy. Long nó chờ bữa nay tới số đời nữa hả? Nó nói vậy đó. Ây chà. Trời ơi, con này nó cũng tứ đổ tường đó Long ơi, chứ không ở Phong ơi, chứ không phải mà nói. Rồi thua rồi. Đi mấy bữa rồi Út? Đi nay chắc hình như cũng 3 ngày hay 4 ngày không Út? Những bữa mình qua là còn á. Mà đi giấc tối hay giấc sáng không? Thì sáng đó là Út đuổi nó là cũng như buổi chiều đây phải không? Dạ. Buổi chiều đây nó đi rồi cái tối nó không có dám về. Còn Long cũng đeo hoài cho nó vậy đó. Cũng tới đâu cũng cỡ 12 giờ mấy gì đó. Cái thằng Long trở về. Út thấy thôi kệ đi, nó về cho nó ngủ. Dạ. Rồi cái tao nói là đêm nay tao cho mày ngủ đây, là ngày mơ sáng mày thức dậy mày cho quần áo mày đi nha. Tao nói rồi dứt khoát cái này là tao cho mày đi. Cái sao bữa đó sáng thức dậy sớm đó. Thức dậy sớm cái là thằng không biết có thay đồ không, là mặc áo khoác vô rồi là quải cái cặp nó quải hoài đó, là đi luôn tới giờ luôn đó. Thức dậy sớm đi luôn hả? Là cũng như hiểu chuyện rồi, là mẹ có như bữa nay là ngày cuối của mình á, nên cũng như thức sớm rồi đi á. Dạ. Nhưng mà trước khi đi á, cái thái độ của con dâu rồi nè với ba chồng á, nó có những cái gì
xong nó ra đi rồi cũng đi bình thường vậy đó. Có chào không? Không nói tiếng gì hết. Cũng như nó, con người của nó về đây chuyến này nó mất dài vậy đó. Nó đi, ông Út ổng đi về dưới, ổng đi về dưới này Bến Tre, ổng đám vỗ ba tôi á. Rồi ổng về, ổng đi ba ngày ổng về. Thì đáng lý là ổng về thì ổng có nói nhà. Rồi ổng ngồi ghế đó thì bước vô ba mới về hay gì hay ba gì hay nào hay gì nghe cũng được. Vô làm thinh cái mặt ụt xuống cái đi vô trong phòng, ổng nằm, ổng có đám bấm điện thoại chứ. Thôi, thua. Chuyến này biết sao đây, chắc này, đi luôn rồi. Này tuyển em lên đường rồi. Lần này là thấy rồi đó là dạ cầu này kia gọi tên chim sâu rồi. Thì Út nói thiệt như thấy nó đi như vậy, Út cũng đau vậy đó. Nhưng mà phải mà cứng rắn lên là dứt phát là chuyến này là Út không có cho nó bước chân được tới nhà nữa. Giờ nói gì nói đi Út cũng không có cho vô. Ông Út ơi, nó lấy lúa nó gãi nè ông Út.